Banggood 11 tháng 11 đang có festival nên mình sẽ review hai món đồ này đặt trên Banggood cho anh em xem. Mình thì đặt trên Banggood rất là nhiều và đặc biệt là đặt từ shop của Blitwood nhá. Đồ Blitwood thì mình đánh giá là ngon bổ rẻ, ngang cái hạt Xiaomi luôn. BWS23, cái này là củ sạc nhanh em, sạc nhanh. Thông số chi tiết này: 5V 3A, 9V 2.2, 12V 1.5A. Cổng kích thước nguyên siêu như này. Và đây chỉ cần một củ sạc này thôi, anh em cầm đi du lịch. Sản phẩm nào của Blitwood cũng có hai cái này nhá. Anh em chỉ cần cầm củ sạc cái đi thôi, không cần phải cầm những củ sạc khác. Đấy, ui, khá là nặng tay này, nguyên siêu. Họ nặng tay và cảm giác cái nhựa của họ khá là xịn sò luôn. Đây còn một lớp ni lông nữa. Wow, rất là chi tiết rồi. Ở trên là nhựa kiểu, dưới là nhựa bóng này. Có logo Blitwood đây. Thông số như trên vỏ hộp. Và chân cắm tròn nhá, phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam luôn. Chúng ta sẽ có những cái cổng PD, USB C1, C2, C3. 3 cổng PD và một cổng USB. Đây, màu xanh nhá, đều sạch nhanh hết. Thấy chưa, nó có thể nó bám vân tay này, tay mà ra mồ hôi. Mở luôn cái này, đó là Blitwood CML2 Pro. Đây là cái đèn, để anh em làm việc trên máy tính. Input 5V 2A 10W nhá. Kích thước này, giải màu này. Thì Blitwood đang siêu sale festival. Đấy, ngoài những cái sàn khác thì Blitwood cũng sale khủng không kém. Và mình thấy nó khá là nặng luôn. Sách này. Cảm giác nó chắc chắn anh em ạ. Và cáp sạc rất là dài luôn, Type-C. Ở đây chúng ta có thêm cái điều khiển remote. Phím bấm thì nó hơi cứng một chút, nảy và hơi cứng. Đằng sau thì hai viên pin 3 nhá. Thiết kế nó lõm chỗ này. Thẻ bảo hành à. Vâng, đây là cái giá đỡ và nó nặng, khá là nặng hơn cái giá đỡ kim loại. Ui, cảm giác nó chắc chắn cực kỳ anh em ạ. Chống xước này, xốp chống xước. Nó nặng và nó chắc, anh em không lo bị rơi trong quá trình sử dụng. Gắn vào màn hình. Đèn vẫn có nguyên cái lớp ni lông siêu ở đây nhá. Chúng ta sẽ có cổng Type-C ở đây. Trên này sẽ có nút cảm ứng nguồn này, tăng giảm độ sáng này và chuyển chế độ. Nút mode, ấn nút RGB, kích thước khoảng 40. Thì ngoài làm việc thì chúng ta có thể trang trí nữa. Ok, mình đang sạc cho điện thoại đây anh em. Đây, có sạc nhanh nhá. Đây, con này là 5V, 1.85A và 9.57W. Đấy, thỉnh thoảng là lên hơn 10W. Đấy, đằng sau là đang sạc con Dyson. Con này đang 9.53V, 1.2A và 4.6W nhá. Nói chung là Blitwood làm thì ngon thôi. Củ sạc hoạt động tốt nhé. Và lưu ý là sạc được cho cả MacBook, laptop các kiểu luôn nha. 100W cơ mà. Đây nghe. Đấy, trời, hoành tráng không? Đấy. Cái đèn LED gắn rất là tiện luôn. Anh em yên tâm là cái gắn này cực kỳ chắc luôn nhá. Nó có cả đệm bảo vệ luôn cho màn hình của anh em không bị xước. Nhưng mà một điểm trừ là mình thấy cái cổng sạc này họ mà còn làm thêm cái lỗ để luồn dây xuống thì ngon hơn. Anh em yên tâm là gắn đây không bao giờ sợ rơi đèn. Nó gắn thẳng như này rồi. Chúng ta sẽ có hai đèn nhá. Thứ nhất là đèn RGB ở trên. Đấy, chuyển những cái chế độ RGB này. Wow, đổi các màu. Đấy, nó hắt lên. Nhìn nó rất là sáng. Đây. Wow. Đúng gần mình ngon luôn đúng không? Bật cái đèn hắt sáng xuống dưới này. Tắt này. Tắt đi ạ. Đây là chế độ RGB nháy này, nhấp nháy này. Chuyển tiếp này. Đấy, nó sẽ ra sang hai bên. Đổi màu. Chuyển tiếp. Đó, nó sẽ chạy từ từ. Chạy như kiểu sóng nước. Và tắt RGB. Và bây giờ khi chúng ta làm việc, chúng ta chỉ cần bật cái đèn hắt sáng xuống phía dưới thôi. Đấy, nó rất là tiện. Những nhà nào có con nhỏ ấy, làm việc mà trong phòng có con nhỏ thì chúng ta chỉ cần bật cái đèn này lên thôi thì nó sẽ hắt xuống. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho anh em nhìn ánh sáng xanh này của màn hình khi hắt ra ấy, thì nó sẽ bị cái đèn này nó dọi xuống. Thì nó sẽ hạn chế được ánh sáng xanh, đỡ bị mỏi mắt, đỡ bị đau mắt, đỡ bị hại mắt. Tăng giảm độ sáng nhá. Đấy, đổi màu. Đây, ánh sáng trắng nhá. Đó, và ánh sáng vàng dịu nhẹ, ánh sáng vàng dịu. Đó, 3 màu, 4 màu anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó, 2, 3, 4. 4 chế độ mức sáng và nhẹ nhá. Đây là sáng nhất này. Nó dọi xuống cái bàn phím này. Chúng ta nhìn được bàn phím để chúng ta làm việc. Nhìn được những cái phím. Làm việc chơi game gì đấy. Đó, và đây là góc làm việc của mình này. Và anh em muốn mua giá tốt với cả có miễn phí vận chuyển thì mua trong ngày 11 tháng 11 trên Banggood nhá. Các phím cảm ứng trên này thì cực kỳ nhạy, anh em yên tâm.